Còn những thằng không biết, trả lời của nó mất thời gian. Mẹ cây mọc 18 triệu, 20 triệu cứ đi trả giá 2 triệu với 3 triệu không bán cho bọn ý. Đấy. Thôi đi Hùng Phạm, tao chỉ cần, tôi thật ra là chỉ cần chúng mày có mặt để tao chặn thôi, chứ còn ôm hết cái gì. Tôi nói thật, đôi khi các bạn phải hình dung là trong cuộc sống, nếu mà để mình nói như này ấy, là không phải ai cũng nói như này đâu. Anh em chúng nó không thích đâu. Tại vì nói ra cái vấn đề Mộc Cương mới dành thời gian, dành cả tuổi thanh xuân đi trả lời Mộc Cương ta và ông Tàu giải quyết gì. Tập trung làm việc khác. Nhưng đôi khi chúng nó cứ muốn là mình làm idol TikTok với idol Lazada, idol Shopee. Nhưng từ những cái nhỏ nhặt như thế này, mình không nói thì thường là các bạn không biết. Nên người mua hàng người ta muốn mua thế nọ thế kia, nhưng mà các anh các em là toàn chim sẻ đi nắng thôi. Thích xem chim sẻ đi nắng, chia sẻ túi bụi chim sẻ đi nắng. Tối về tầm này là rượu chè tung người lên, xong rồi nói chuyện với nhau là năm sau trồng thêm 2.000 đến 5.000 mộc hương. Hôm nay trời nó mát nhè, mai thêm tí nắng tí mưa nữa nó đẹp. Nhưng mà thực ra thì cái việc ý nó không dẫn đến cho cái người bán người mua, nó không đóng góp nhiều. Mẹ chúng nó cứ ngồi ở vườn thôi, chúng nó kể chuyện ịch, xong rồi con này bông mông to, con này ngực lẩy, con này thế nọ thế kia. Nhưng mà mình có theo cái trào lưu ý đâu. Cuộc sống của các bạn cũng vậy. Ngày xưa con Thủy nó bảo đi làm công ty, mẹ mấy chị em toàn mang chim chồng ra đo. Chồng tao dài tần này xong thế nọ thế kia. Các ông phải xem có đúng như thế không. Mẹ ngày xưa mình ghê. Phụ nữ đi làm công ty toàn mang chim chồng ra đo, xong kể chuyện quan hệ với chồng. Tức cứ cái đứa nọ kể chuyện quan hệ với chồng cho cái đứa kia nghe, xong lại bàn tán. Tôi nói thật. Đấy, những cái ý, nhưng mà tuổi trẻ của mình có phải để nó làm những cái trò ấy đâu. Tết này nó bảo là thế anh đang làm gì đấy? Tao học. Ui tầm nay còn học, tiền tiêu còn không hết thì đi học. Nó khinh. Đấy cái kiểu vậy. Nhưng mà mình có bao giờ mình từ bỏ cái việc học đâu, và việc chia sẻ cho mọi người đâu. Còn trong bài hôm nay nói chung là mình đấy, mình cũng chỉ nói với mọi người như thế. Mọi người đặt vào hoàn cảnh của nhau. Từ cái ông mua lẻ, tại sao mà tôi không ship code? Còn tại sao các bạn ship code các bạn phải giá rất là nhiều lần? Đấy, cái thứ hai khi tôi quay như này các ông cứ hỏi giá mà tôi bảo tôi có bán đâu thì các ông lại chửi. Tại vì cái khả năng tự học của các ông rất kém. Giá thì tôi có nói và cái Thủy nó có quay, nó có báo giá, báo quy cách rồi. Ừ đéo để ý cơ, mày phải phục vụ một mình bố mày cơ. Xong nhiều ông có tí tiền nó phát khách giá. Tôi bảo mày qua đài đi. Mẹ hỏi câu là bạn ơi giá bao nhiêu, ở cây này tớ mua 10 cây giá bao nhiêu, cũng là một câu giá. Cứ như là bố tướng và tượng ấy. Cái loại ý là ra ngoài đường mà không trợn mắt lên, mày biết bố mày là ai không, tôi điều đóng đất. Có chuyện mà phát không tự kìm chế được mà. Đi đâu hai đèn pha cũng dội mẹ lên rời này. Như kiểu bố tướng và tượng ấy. Tiền với cái nhận thức thì không biết bằng bao nhiêu đâu. Còn nói chung là trong các cái bài này, dần dần các ông sẽ hình dung ra là tôi nói những cái gì tôi thật, mà muốn đóng góp cho anh em mình. Xây dựng cộng đồng cũng vậy. Ông nào cứ nhoi nhoi TikTok tạm thời bây giờ là tôi ít chặn, nhưng cứ nên khoảng tầm 50.000 xem. Thằng nào cứ nhoi nhoi bảo tao nghẹo một phát là chặn luôn. Tại vì mày tin gì, mày nghe gì những thằng nghẹo. Mới cả những thằng ý nó mới là những thằng phản động. Mẹ mày cứ như là Việt Nam mình mua thuốc phiện với mua ma túy nó dễ lắm ấy. Mà ai cũng muốn nghẹo là nghẹo được. Mặc dù nói thật ra là tôi trông cái đống mọc này tôi cũng bảo mẹ nắm nghẹo lắm. Việt Nam đang từ Việt Nam vô địch thành Việt Nam nắm nghẹo, nắm nghiện. Đéo biết mấy ông áo xanh áo vàng làm cái việc gì, hay là đang chơi Pikachu, hay đang chơi gảy nịt bắn bi ở trên công ty, toàn để nghẹo cái nghiện nó đi dọc đường. Bây giờ có cái đống mọc ở trong sân đi đâu cũng nhìn như kiểu nghiện ở đi đường. Mẹ, đêm hôm qua trông đến tận 6-7 giờ. Idol ấy điếc mẹ gì. Đấy, nó vừa mới bảo mình toàn nói phép, xong bây giờ nó lại idol. Nói thật, đấy là những gì tôi nói thật. Tớ không phải là tớ dở hơi đâu, mà tớ phải suốt ngày trình bày Mộc Cương ta, Mộc Cương Tàu, Mộc Cương hoa vàng với hoa trắng cho các bạn ấy. Đôi khi các bạn không chịu làm, nhà vườn Tuấn Phúc bây giờ nó lại quay ra nó khen mình idol. Các bạn không chịu làm, tớ phải làm. Nhưng mà tớ làm các bạn lại bảo toàn nói phép. Mới cả những cái ý mày nói với chúng nó là mẹ gì. Bọn không biết thì chả bao giờ chúng nó biết được. Nhưng sai đấy, người ta chịu tiếp thu người ta vẫn biết. Còn những thằng khác thì chuyên gia làm củi mới làm củi, mệt lắm. Đấy, cái trách nhiệm của mình là thế. Chứ còn nếu mà cái việc quay cây bán cây thì cái Thủy nó no. Mấy cả nói chung là mình cũng đôi khi mình nhởn nhơ mình thế. Chứ còn chả có thằng mẹ nào quay cho các ông xong rồi thuyết minh mà qua trắng hoa vàng cho các ông hết ngày nọ ngày kia đâu. Lần nào cũng bảo đây là video cuối cùng của tôi, hôm sau lại quay tiếp, lại nói tiếp. Mà cũng quay suốt ngày về hoa trắng hoa vàng, một ta một tàu phân biệt, nói mãi không biết mỏi mồm. Nhưng mà tại vì có người, nhiều người người ta vẫn hỏi, người ta vẫn dành cả tuổi thanh xuân để người ta tìm. Cứ trả lời hết ông kia này ông kia lại vào hỏi.
Còn nếu mà như anh em đúng không? Mày trả lời mấy cái